các bạn nghe một cái câu chuyện mà cái câu chuyện này tôi đã nghe được từ cái hồi rất là xa xưa lúc mà tôi còn nhỏ đó nhé tức là ở một cái xứ sở toàn là những con ếch thôi các bạn và trong đó có hai con ếch nó thuộc loại là phá làng phá xóm kinh khủng luôn mỗi lần nó đi chơi ở trong xóm là các gì ếch cụ ếch cha ếch tổ nhìn thấy chúng nó là phải sợ luôn tại vì nó ngoại lắm các bạn nó ngoại kinh khủng và một một hôm hai thằng đó hay đi chơi với nhau và một hôm các bạn biết đến khuya 12 giờ đêm rồi bố mẹ nó không thấy nó về thế là bố mẹ nó bắt buộc phải yeah, đốt đuốc đêm nhờ hàng xóm cả dòng tộc nhà ếch bắt đầu đi tìm xem coi hai cái thằng ếch này nó ở đâu à, thường thường là đến đêm đến tối thì khuya nó, nó phải về ăn cơm mà hôm nay không thấy nó về và các bạn biết khi mà đi như vậy người ta đi tìm, đi tìm, đi tìm mãi, đi tìm mãi. Thì thật sự á, hai con ếch này á, nó rơi xuống một cái giếng khá là sâu. Chúng nó gào thét suốt ngày và thì mình không tìm được thấy ai mà. Nó đang lo sợ. Thì bắt đầu nó thấy cái 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 tiếng âm thanh của mọi người đi tới. Và ánh sáng, ánh sáng. Thế là nó mừng lắm. Khi mọi người tới đứng ở trên nó mới hét lên là chúng tôi ở dưới này chúng tôi ở dưới này hãy cứu tôi thế là tất cả ếch cha ếch tổ đó các bạn nhé đứng ở chung quanh cái miệng thành giếng đó thế là chúng nó nhìn thấy có người tới rồi nó mừng lắm và anh chị biết rồi ếch thì làm sao mà có chân có tay mà mà thả cái gì xuống mà kéo thế là hai thằng ếch ở phía dưới nó nhìn thấy mọi người thế là nó cố nó nhảy lên nó cố nó nhảy lên các bạn mà nó càng nhảy lên á thì cái miệng giếng nó sâu quá mà đông nó nhảy không được Nhảy mãi không được thì lúc đó mọi người ở trên thành giếng đó các bạn nhé mọi người trên thành giếng mới nói như thế này thôi các con ạ à, đừng có cố nữa đừng có cố nữa đừng có cố nữa không có thua gì nữa đâu hằng ngày các con á, rất là phá phách thôi thì đằng nào cũng sắp sửa chết rồi vậy thì các con hãy còn lại hơi sức hãy ăn năn sám hối và xin lỗi mọi người đi và thưa các bạn lúc đó có một con ếch nó nghe thế thì nó bắt đầu nó ăn năn nó sám hối xin lỗi tất cả mọi người vừa qua nó đã gây ra những cái điều không tốt cho mọi người đấy nhưng còn lại một con nó cứ nhảy thôi các bạn nó hết nhảy chỗ này nó nhảy chỗ khác nó nhảy nhảy đủ kiểu thì ở trên ấy, mọi người lại bảo chị ạ đừng nhảy đừng nhảy đừng nhảy thì ở dưới nó cứ thế nó cứ nhảy thôi các bạn thế là mọi người bảo ơ ừ, hay cái thằng này đừng có nhảy nữa không nhảy nổi nữa đâu đúng không ạ đấy đừng nhảy thì con ở dưới nó cứ nhảy kiểu này kiểu khác, sau đó nó nhảy lên nó bám vào được cái thành này, nó búng một phát nữa và nó vọt lên các bạn, và con nó nó sống, còn con còn lại thì chết và khi con nó nó vọt lên được trên cái miệng giếng rồi đó các bạn nhé, cái mọi người mới xuống lại, mọi người bảo chứ, ơ, ừ, tao bảo mày không nhảy mà tại sao mày cứ nhảy thế? thì mọi người hỏi nó, thì con ếch này ấy, nó cứ nó không hiểu gì cả nó cứ ngơ ngơ ngác ngác ấy. mọi người bảo chứ tao bảo mày đừng nhảy tại sao mày cứ nhảy à các bạn biết không thì ra là con ếch này á nó bị ngãng tai nó nghe không có rõ nó bảo như thế này à, tôi đâu có biết tôi cứ nhìn thấy các ông các bà như thế này à các bạn nhìn tay thôi nhá các ông bà như thế này này như thế này này là tôi tưởng các ông các bà nói tôi nhìn nào à cô lên cô lên cô lên đông nam tôi nhảy kiểu này tôi nhảy kiểu khác và tôi nhảy bám vào cái tưởng thế là tôi vọt lên đấy là câu chuyện tôi nghe từ bé vậy thì uh, mỗi một người các bạn hãy comment nhanh nha. cái câu chuyện đó theo các bạn nó rút ra được cái bài học gì cho mình theo khẩu lực không bao giờ bỏ cuộc luôn luôn có giải pháp anh chị ha đấy vâng tất cả mọi người cho chị cái sen kiên trì kiên trì chúng ta sẽ tới cái mục đích vâng mỗi một người chúng ta tự rút ra cái bài học Tôi chỉ chia sẻ thêm anh chị một cái bài học nho nhỏ nữa là luôn luôn nói cái lời tích cực. Anh chị nhớ. Luôn luôn nói cái lời tích cực. Ở đây tích cực không phải là giấu đi. Không phải là che giấu những cái sự không phù hợp. Đấy, nhưng mà ta nói cái sự tích cực thì như vậy ra người ta sẽ chỉ có cố gắng phấn đấu, cố gắng người ta kiên trì. Anh chị chú ý dùm.